vị. Và giờ phút này đại diện ban lãnh đạo của Hồng Nam Plaza cũng như các quý vị đại biểu khách mời của chương trình đang hiện diện tại sân khấu. Và xin quý vị một tràng tay đầu nhiên được không ạ? Để ban lãnh đạo chúng ta cùng khui sâm banh khai mạc bữa tiệc ngày hôm nay. Wow, rất tuyệt vời. 25 năm một chặng đường. Và ngày hôm nay là ngày để ban lãnh đạo cùng với quý vị khách mời, chúng ta sẽ cùng nâng ly, cùng gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. 1, 2, 3. 2, 3. Chúc mừng khai trường. Vâng, xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy cùng nhau cạn ly để chúc nhau sức khỏe, chúc nhau những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. Và đặc biệt là chúc cho Hồng Nam Plaza ngày càng lớn mạnh, ngày càng phát triển và luôn vươn mình ra biển lớn. Xin trân trọng kính mời quý vị, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc vừa quý vị một bữa tiệc thật ngon miệng. Gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng. Tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Anh hằng tha thiết ước mong ngày mai anh sẽ đi về khắp làng quê, xây những ngôi nhà tương lai. Dòng sông mát xanh chảy quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui mới. Khi bóng đêm trở về rực ánh đèn lên, anh thấy như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm tối. Em ơi, tuy giờ đây hai miền còn cách xa, niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xóa được hình bóng em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng.
quốc của ta. Anh lắng nghe bao lời